tầng này. Dạ. Quảng cáo cây con này làm gì? Cây tất chứ. Cây 9 tầng, những cây long cổ kìa. À, ui giời, những cây đấy thì để đại gia bảo ủng hộ những cái thằng mà mới chơi, nó mua những cây mấy trăm nghìn nó về nó chơi chứ. Đấy, kinh chưa? Đây cảnh như chưa? Đây như vậy chỉ có 200 nghìn. 200 nghìn. Mà vui vui với nhau là 150. À. Kinh đấy. Cây này bao nhiêu bà? Vui là có 150. 150. 150 cây này luôn. Còn loại này cây này bao nhiêu bà? Đấy 150. Cùng lứa đấy. Tùng này là cũng 150 à? Đâu? 150 triệu à? Cây to thì tiền to. 150 triệu hay bao nhiêu? Cái này bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? À? Con trùng bà. Bao nhiêu bà? Hả? Con long này bao nhiêu? Đôi là đôi trực. Không bà, à quên, trực ý. Trực tán này đôi, tầng này bao nhiêu? Đôi trực. Trực liên chi này là bao nhiêu? Bán tầng 50 triệu. 50 triệu một đôi hay là một cây? Một đôi. Nhưng mà không bán xi làng à? Đấy. Xi làng có trong vườn được không? Bây giờ mà sau tối này nó lên đi, mai lại có người mua mất thì làm nào? Bán liên tục, không rõ vậy. Đang làm, đang mượn thợ làm. Ngày bán tỷ bạc tiền cây, sợ thật. Đâu, không có đâu, 50 triệu đâu. Nhưng mà vừa rồi là một mẻ vãn cả vườn. Họ nói mà. Dối vậy chứ bán được mấy. Nói chung là cũng bán được hơn. À đây thì cây này với cây kia là cùng đôi. Cây này với cây kia đang làm là một đôi. Cây này với cây này là một đôi. Tiền chi, thế còn đôi tán tầng này bao tiền? Đôi tán tầng này là bán 100 triệu. Là 50 triệu một cây à? 30. 50 triệu một cây à? 50 triệu một đôi. À, cái đôi tán tầng này này. Đôi tán tầng này đường kính gốc 30 chứ phải chụp với gốc này. Ừ. Là 30 triệu một cây. 50 triệu một cây, 100 triệu một đôi. À. Đường kính gốc 30, 9 tầng. 9 tầng. 9 bậc núi cao này. À. Cao 4 mét. 4 mét. Cái này là dành cho những nhà là dành cho những nhà quyền quý. Biệt thự cao to à? Yeah, đôi bằng nhau. Đúng là một đôi. Cây này làm xong thì lại y hệt cây này. Nhiều cây đẹp. Lần này nhiều cây đẹp. Mai đi còn nhiều cây đẹp hơn. Xem bà kỷ niệm cháu đôi. Kỷ niệm cả vườn này được. Về chơi tạm. Lúc nào chán thì bà lại về lấy về. Thế còn cây lôi đôi long xanh kia thì bao nhiêu? Cây xanh này à? Cây xanh ấy, hai cây là một đôi, vẫn 30 triệu một đôi. 30 triệu một đôi. Thế một cây là không bán đúng không? Ai bán một cây là không? Để xem nào. Được đấy. Giá rẻ hợp lý, giật mình. Đôi long. Long cổ đấy. Nhưng mà nó cũng khá là lùn, chứ không phải lấy đâu. To chưa? Đấy, mặt chính đây. Đây là một cây. Bông tán thì chấm hết rồi. Mâm xôi. Đây. Cái mai này là bao tiền đấy bà? Cái mai này bao tiền đấy? Này thì mai lại có người ra múc mất thôi. Làm to quá, to cao đấy. Đấy, thấy chưa? Bàn tay chỉ bằng cái này thôi. Xin phép phải sờ thì mới có so sánh được nhá. Toàn cây to thôi. Đấy, cái mai này thì à, bên kia có một cái sẹo hay cái gì đấy. Sau có cái vết gì đây thì không biết. À, có cái sẹo. Có cái sẹo. Nhưng mà nó không sao cả. Sẹo nó mím gần hết rồi. Nó mím khá khá. Nó vướng mà nó để hơi cao. Đây vừa một cây nữa cũng han hốc kiểu kiểu. Mày là chung.
trung hay là lớn? Lá trung. Cái dúi này ghê chưa? Rất nhiều quả nhá. Đây này, quả dúi các bác ăn được nhé. Ăn ngọt lắm, chín chín vàng này. Cảm nhận này mặt của bà quả ăn. Ôi, nó ngọt ngọt. Bác nào ở quê ngày xưa ăn thì biết. Cái dúi này bao tiền mà? Đây. Ừ. Thế là bán tên em gái à? Đang hỏi bao tiền chứ có hỏi chữ gì đâu. Đang hỏi bao tiền chứ có hỏi nó chữ gì đâu. Cái túi là 15 triệu bán. 15 triệu. 15 triệu. Ở đây một cây Thế có chữ cây nào chữ vững không? Đây một cây. À cái đôi tùng này thì bao nhiêu? Đây đôi tùng này thì bao nhiêu? Đôi tùng này 100 triệu. Để cô bê này xuống thì mới quay. Thôi chả phải bê. Không, nhìn là biết. Vậy xấu lắm. Ôi, người ta nhìn dáng là người ta ra ngay. Không, dáng nó cháu thì quay cửa bệ đấy chứ. Cây kỹ quá người ta lại không ra làm nào. Không, người ta bán thì tổng. Quảng cáo này truyền hình nó trả 500.000 một giây đâu 500 triệu một phút đấy, 500 triệu một giây đấy. Ở đây xem mấy sếp nhỉ, này vào bán một cây là đủ tiền mua nhà nhỉ. Muốn lan đi anh ơi. Đấy và vừa rỡ ra đây rồi. To lắm. Đây. Ôi yếc. Ôi yếc, ôi tàu lá trung. Đây này cái cây long này. Mà một cặp đôi với cái kia. Chịt liên chi đó tùng nhưng mà nó vướng thôi. Cũng cái to này cứ ra mà xem thôi, chứ xem ở trên phim thì chỉ xem giải trí thôi. Xanh này. Đấy các bà được mấy ông phóng viên nghiệp dư đến quảng cáo bán hàng tốt ạ. Các mình ta đổ về ta mua. Đấy. Toàn tình nguyện đến quay phim thôi mà. Xem đây có cái cây gì đây. Cái này là cây gì không biết. Cái này cây rừng, cây núi gì. Rất muốn ngắt tí lá người. Không có mùi gì. Không có mùi gì. Cây này là cây kiểu khai thác ấy. Chả biết là cây gì. Nhìn thì nó rừng núi lắm, nhìn nó như cái cây nhãn, nhìn như lá nhãn. Thân gỗ rất là tinh. Quái. Cái này mà vào rừng và núi đào thì thiếu gì? Đúng không? Vấn đề là ai vào đi đào để mà mang về đây mà trồng cho các quý vị trồng mới là quan trọng. Cái cây gì đẹp rồi chơi được hết. Rồi bà bán vãn một vườn luôn, vào đây rộng. Chắc. Nghe. Nghe là chân vệ hay phết. Toàn nó thiên nhiên. Toàn thiên nhiên. Hãy subscribe.
Úi giời, xương cá này, xương cá dễ sống đấy. Chọc lóc có cái gì đâu mà ươm vào đây. Ui, là nảy lộc, nảy lộc. Nảy lộc rồi. Quay tiếp tục. Và tiếp tục quay và ai thích thì ra hỏi một giá nhé. Lúc mua là bằng cả, chứ còn hỏi này thì em hỏi thì người ta báo cũng sát sát đấy, nhưng mà ý là nói chung là đã thích được thì cố gắng lên ra. Đấy, các bác nhá, thì quay tiếp cái góc đặc biệt.